Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ khuynh. Bộ khuynh này là có vị trí nó bao vây thượng tam, tức là nó bao vây phía bên trên. Đấy, và hai bên trái và phải. Phần biểu nghĩa của nó liên quan đến vùng đất xa, tức là một cái hoang đất ở ngoài biên giới. Tiếp theo mình sẽ sử dụng dầu ô liu vào đây, thì mình sẽ viết cho các bạn xem. Bộ khuynh này là có kết cấu bán bao vây, nó khác với bộ vi là bán bao vây toàn bộ, còn đây là bán bao vây, tức là nó chỉ bao vây ba bên thôi, nó không phải đóng khung. Đóng khung là bao vây toàn bộ nhé. Mình sẽ viết một nét sổ này. Đây, chúng ta sẽ tiến hành đo như thế này. Đấy, các bạn viết cho mình một nét sổ ở đây, xuống bên dưới nhé. Sổ xuống bên dưới này. Thì ở đây bộ khuynh hay là bộ vi trong nữa, nó sẽ có kiểu dáng là mở rộng đáy ra các bạn nhé. Mở rộng đáy ra nhé. Móc nhẹ từ dưới, móc nhẹ trên nhé. Móc ngắn thôi, đừng móc dài quá nhé. Đấy. Thế thì ở đây nó mở rộng đáy để nó kết hợp với một bộ thủ phía bên trong mà. Một bộ thủ phía bên trong nằm ở giữa. Đó, các bạn tiến hành đo là các bạn thấy nó khớp và nó khít thế này. Thì tiến hành đo để nó nhét với một cái bộ thủ phía bên trong. Đó, mình ví dụ như này. Chữ thống này, đồng này. Thế thì với cách viết chuẩn thì các bạn nhớ là nó sẽ mở rộng này. Mở rộng đáy ra nhá. Hơi nghiêng cong một tí, hơi nghiêng cong một chút sang phía bên tay phải này, hơi nghiêng nhẹ một chút này, sau đó hơi cong nhẹ một tí và móc nhẹ từ dưới, móc nhẹ trên cho mình. Thì trước khi móc thì các bạn chú ý, lưu ý cho mình là móc ngắn thôi, đừng móc dài quá nhé. Mở rộng đáy ra như này, đấy, móc nhẹ trên. Còn nếu mà bạn nào mà muốn viết bộ vi thì các bạn chỉ cần nối cho mình một nét ngang ngắn thôi là xong, nó ra được cái bộ vi rồi, kiểu dáng này rồi. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ viết một cái chữ Hán. Mình sẽ viết một cái chữ Hán nhá, mà nó có cái bộ khuynh này nhá. Đấy, móc nhẹ trên nha. Đấy, sau đấy thì mình sẽ viết thêm một nét ngang ngắn vào đây. Một nét bộ khẩu như thế này. Rút nhẹ ra như này. Đấy, các bạn có thể thấy được.